Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người ở trên lãm kênh Hoa Kim Vinh, là mình mới đi đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video về Blackwood nha mọi người. Còn hôm nay mình sẽ làm video là săn multi nha mọi người. Và hôm nay mình sẽ săn 4 và 3. Mấy bữa giờ mình chơi, mình săn multi nhưng mà mình không có quay mọi người. Nên là hôm nay mình đã ăn trái chóc. Nhưng mà hôm bữa thì mình có ăn cái Spirit mọi người, mình đã cài full chill, mình VDB thử rồi nhưng mà mình không có quay ấy. Rồi sau đó mình random cái trái độc mọi người, sau đó mình ăn trái độc. Mà đi thử cái mình tụt xuống 4-2. Cái mình 4-3, 4-4, 4-5 giờ mình tụt xuống lại 4-2 mọi người. Tại trái độc nó phế quá. Mình thấy trái độc nó phế luôn á. Mặc dù là trái thần thoại mình còn thấy nó còn phế hơn cả cái trái gọi là Vitin các bạn ạ. Vitin hình như nó còn combo được chút xíu. Còn cái trái Venom thì nó khá là yếu. Mình đã sử dụng cái chót mọi người. Cái chót thì các bạn thấy vậy thôi. Chứ nhiều người ức chế trái này lắm. Chứ mấy thanh niên dùng kiếm tuổi gì mà ăn được cái trái này. Rồi rồi này. Mom đi nè. Mặc người chứ. Mày chạy chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Rồi một mẹ. Rồi sao không có phần thưởng nè? Sao mà combo nhanh thế? Như không có phần thưởng là sao? Tôi nhớ tôi có làm gì sai đâu cả. À, mày nghe ra lại mày nghe. Rút lại. Ủa kìa, đi phái chiêu mình anh em. Anh em nào dùng cái sâu như sâu như cây cái đại cái sao mới ạp á, phái chiêu. Phái chiêu, ôi chết mày nhấn chiêu các bạn ơi. Ui, tôi tôi. Đúng là nhảy cái bố đó các bạn ơi, sâu như cây cái này. Rồi, tổ lùi hết. Tổ lùi hết. Ok các bạn ơi. Nhưng mà tao không có phần thưởng sao ấy. Gì kỳ vậy ta? Thanh niên kia mình kêu phải mấy 2 lần rồi nhưng mà vẫn không có phần thưởng là sao? Chả hiểu vậy, cái gì? Nhờ một thanh niên nào một mặt các bạn ơi. Đúng là ai bị ở đâu? Tôi ngồi chết chó luôn các bạn ơi. Vậy nên chạy rồi. Đứng lại cho bạn chạy, đứng lại đâu rồi? Rồi, thằng đi đâu rồi? Đi đâu rồi nhỉ? Rồi, đừng có dùng kiếm, đừng có sợ đâu mà lo. Đâu có sợ kiếm đâu. Một thằng nữa nè. Ngon, ngon đây. Thêm phát nữa. Lại đây mới. Thêm một thanh niên nữa à. Ui giời, chết chết các bạn thấy không? Chết không ngon, không phải phế đâu. Mất thanh niên luôn. Yeah, đừng có chạy lúc nào. Chơi mà có chạy tôi chịu bạn ơi. Chơi mà chạy tôi. Ôi, từ từ lắc lắc lắc. Bấm nhầm. Từ đừng có chạy xem nào. Nhưng chơi toàn chạy các bạn à. Chết rồi. Chết rồi, Hanh Li này chơi team các bạn. Oh, no. Đừng chơi team, no. Đừng có chơi team, đừng có chơi team. No, thanh niên chơi team các bạn ơi. Thôi chết tôi rồi. Chết to lắm đó. Ô kìa. Ô kìa. Ủa là sao vậy ta? Tự nhiên mình đai cái nó. Ui rồi ôi, cay thế. Xong rồi, nó là niên chơi team các bạn à. Thôi chịu bạn ơi. Nó niên chơi team kìa. Sợ đâu mà. Dùng như con tắt rồi sợ choa đi với boss. Nó vậy mình bị ho. Mấy anh em này chơi toàn kiếm các bạn ạ. Mà mình đâu có sợ đâu. Hút nghĩa mất luôn. Ôi chết rồi anh đi. Kim thanh niên kia dùng đèn ơi. No please. Đừng có chơi dơ như thế. Chơi mà chơi team mà chơi. Mấy khứa này chơi team các bạn à. Trực thăng. Helicopter. Trời mà đâu có sợ kiếm đâu mà văng chiên hoài. Cái trái là siêu khắc chế kiếm luôn. Mày một thằng à. Tụi này thanh niên này mấy thanh niên kia tiên các bạn ơi. Chết rồi. Tiêm kìa. Ba thanh niên chơi tiêu luôn. Quẩy. Mấy thanh niên kia mình dùng chớp đồ này nọ. Mấy
nhanh toàn chưa tin các bạn à. Các bạn chưa tin ai chơi. Bỏ cái kiểu đó đi nhá. Bỏ cái kiểu đó đi, bỏ cái kiểu đó đi. Mình đi này, mình đi một chút 3 trên 3 này. Mà mình chạy tiếp các bạn thôi, mấy anh đi chơi team. Chơi này là không đẹp rồi. Rồi hút tôi chi tôi không dùng cho công tắc nè. Đừng có sợ. Mấy anh đi này dùng kiếm không chơi lại là mình đó các bạn ơi. Mấy anh đi chơi team thôi, tôi không chịu rồi. Mấy cứ là chơi team của mọi người à. Mà nãy giờ mình săn thì nó cứ bảo là u chết tục. Mấy cứ này vẫn bắt được vô gốc của mình được, nhưng mà nó không có dùng kiếm được mình. Lượng sát thương nó không có được có u. Cút đi mà tưởng có sợ má. Chứ chốt là bay hơi chậm các bạn à. Mình có nên chơi trên không cái bọn này luôn không? Cái thứ này đấy. Nó toàn chơi team thôi. Rồi má không chơi team không hả anh ơi. Từ từ mình sẽ bắt đi lại luôn. Kìa hộp vợ ơi ơi nó hết là ngáy các bạn ơi, hết là ngáy rồi. Hết là ngáy mình bay thôi. Mấy anh đi chơi xấu ghê luôn các bạn ơi, chơi mà chơi team các bạn à. Ôi các bạn thấy không, một lòng ba ăn được. Đi với ba. Đi không? Một lòng ba ăn được. Chơi kiểu gì chơi tí đấy. Chết rồi, rồi các bạn ơi, nó chơi team ba ăn được rồi, sao này cái lô rồi. Tôi sẽ đi trên này các bạn, sẽ đi trên này. Mày ơi, vô được rồi. Anh mấy anh đi này. Mấy anh cho tim các bạn à. Phải chưởng hơn chứ các bạn, muốn anh đi cho tim. Tìm với tao. Tìm với tao, tìm với tao. Ô, chết rồi. Như anh đi này mình chốt ra trên bàn thôi mày. Ôi, như là ai ơi anh đừng cho tim thì luôn ơi, nó thiệt nó giỡn anh em đó rồi mà còn phải biến 14 là bây giờ mới cân được, mới cân được các bạn à, dùng mới có 14 mới cân được. Okay, bây giờ mình sẽ chạy luôn, anh đi cho tim mà mới chạy các bạn à, chứ thường thường mà không có chạy đâu. Anh niệm mà không chơi tim mình còn cân được quải đạn gì đó chứ, anh đi cho tim các bạn à, không ngờ quá quải chữ. Rồi đây thêm anh niên 7M các bạn à. Mình lấy một thằng anh niên là 2 trên 3 nha. Cũng đã biết gì đâu trời. Thôi bạn ơi thay đổi cho mình nhá. Mình không biết gì đâu nhá. Một thằng. Ôi. Chứ là mình ấn nhầm cái gì nó cứ mất cái con chuột. Bây giờ lại. Mấy anh niên này chơi kỳ ghê. Anh niên CDK này còn một lần nữa phải. Trời ơi các bạn. Một thanh niên này. Oh no 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 please 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 no 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 bằng mình bắn tự nhiên nó thanh niên là cái gì mình ô dính một đứa kìa, chết rồi đâu có cố tình làm gì đâu mà nó bạn mặc qua xe tôi lần này nhá, rồi mình sẽ bay lên cao các bạn. Nó đi chưa kỳ ghê, tim một lần ba bốn thằng quái gì cơ chứ. Người thanh niên 7M nữa đang cố gắng mua một bạn vậy, hay nó đang cố gắng tích thứ 4 ra, từ từ mình lại mình ăn thằng 7M coi. Ôi 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 chết rồi, ôi 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 mà đi chưa kỳ gì ba, mày tôi tìm cái cây nữa, từ mình ra mình ăn thằng bạn. Ô no no mình không tạo sơ hở đâu các bạn ơi. Tụi nó dùng gói của mình, mày ra mới đánh. Ui ui mày mà quẩy mày đi chơi tim kỳ quá, chết tôi rồi anh em ơi. Ui dính chiêu của thằng Spider,
ở dưới có thằng 7 mét gì các bạn dính à, kìa quẩy rồi nó đi cái bóng đâu, đừng 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 đi cái bóng nào, chạy đây đi cái bóng nào. No 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 no. Ơi cứ ơi ít một nó chưa tìm tôi rồi, chúng nó chơi tim to rồi các bạn ơi. Ở một sân bay nó kêu nên kia lên 71 luôn rồi kìa. Hôm nay nên chơi ác thế, còn 100 máu của thằng Hà nữa. Ui no no please please no no, từ bạn ơi từ thôi chứ bạn ơi, từ thôi nó còn phải máu cái là chơi. Ôi ôi rồi ôi ôi ok, bay vô quán cà phê các bạn ơi. Bây giờ quán cà phê liền, bây giờ quán cà phê liền. Rồi thanh niên này ác ôn quá. Rồi thanh niên ác quá, thanh niên này ác ôn một số các bạn à. Chơi thế còn chơi xin luôn. Say thế. Gặp cái silver toàn tim thôi. Thanh niên chán thanh niên này thiệt luôn các bạn à. Toàn chơi tim thôi. Super. Yeah. Vậy là mình ho ho hồi có anh niên nói ôi quá chết là 400 máu, trời 400 máu chưa được cái gì nữa thế cho em đi. Rồi tao có mỗi cho 2 chiêu cái này chạy được xa nhất là cái chiêu bay nó chết chết rồi. Mình cứ chạy chỗ nào đâu mới chắc bay hơi chậm các bạn. Ôi, mình sẽ đỡ hết trong trận của mình reset nha mọi người. Ôi, từ hết trong trận mình reset. May quá, mình thấy anh em trưởng không trúng kìa. Ô, mình đã 4-3 luôn rồi nè mọi người. Ủa, mình đã 4-3 rồi này ta. Ủa, kỳ vậy. Xem mình lên 4-3 reset lại nha mọi. Oh my god, mình không ngờ mình lên 4-3 nhanh gì. Kêu mình chuyển silver lại mới được các bạn ơi. Silver toàn chơi team thôi, silver này người nhiều người ngon lắm mà toàn chơi team các bạn à. Thân cứ 71 nữa. Ôi mà cũng chịu nên luôn đấy. Video này video mà lên bao tiêu nhanh nhất nè. Ok, trong silver này có hành liệu. Có hành liên ra gần này rồi. Ủa, level đúng không? Một. Đây. Nó chạy vô lại các bạn ơi, thanh niên. Thanh niên dùng Dragon nè. Nó còn biết mình là ai chứ không phải mày là vua của Jack, quỷ mày muốn làm gì làm. Lắc thì nhờ chứ tao không có đâu vua. Mày dùng chơi Dragon mày tưởng mày ngon không? Bắt này cũng mấy nước tha rồi. Ui giời, bắt này cũng mấy nước mày ngon lắm cơ. Thanh niên cầu sờ ban cái rồng mà. Mà Silver này có mỏ mình thanh niên này là cao level cao nhất rồi. Mình là cao nhất còn thanh niên cao nhì. Đây là bao tí nó ăn không được ngon. Nhìn sao vậy này ho dữ ta. Nó bị gấp cổ nhưng mà mình ho mọi người từ từ để mình check sợi tóc và nữa có trái gì ngon không nào. Khóc kiếp. Giỡn thôi. Chị gai, có chị gai mà hà thử có chị gì không? Hát ma. Rồi, còn cái gì nữa không ta? Trái gì? Chị gì nữa không? Chế bột bán không? Có chế bột không? Không có chế bột luôn. Rồi, không coi có chế còn hết không có. Cái gì nó siêu mỗi chế bắt ma đắt nhất à? Các bạn chưa biết đâu, nhiều khi nó xuống nó ế tới nỗi mà nó siêu mỗi chế băng là mắc nhất thôi đó. Chứ một vì nó siêu chứ mắc ma mắc nhất ạ. Như ba thôi giờ mình cũng đỡ suy đỡ silver nữa nha mọi người. Silver này có cứ 26 nè. Ồ đây cũng có lễ hội Ruby cũng khá lớn, có cứ mochi luôn ngon phật cổ rồi tùm lum ra hết ngon rồi ngon rồi ngon rồi. Ồ như vậy mình có chơi kiếm nữa rồi. Đừng có chơi như thế, tao không biết đâu. Lại đây. Rồi, một thằng nè.
nghiêng trước mặt cổ nữa, còn nghiêng trước mặt cổ nữa đúng không? Nhưng mà họ trước mặt cổ bên kia con nha, nhìn à nữa nó trước mặt cổ bên kia. Ôi 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 ôi, cứ lấy cái chữ trăm, cứ lên vào chữ trăm này. Ủa cứ cứu một chi mà cứ mặt cổ giết rồi. Ôi ôi, như nó đang vào cái bốt, nó ở đây vào cái bốt chết tôi rồi, chạy nữa các bạn ơi. Mà hèn gì mắt không nên xem như là spam các bạn. Ờ nhưng mà giờ nó có chiếm mình cũng cho nó chiếm thoải mái luôn này, nó được cái mỗi cầu thiên thần gây đen cho mình thôi. Ôi ôi ôi, thanh niên sờ bam phải gặp nhầm người rồi con ạ. À, sờ bam kìa. Ô, mất chi thanh niên này được cái sờ bam thôi các bạn à, mà nó sờ bam bằng kiếm thì làm gì được viên. Có thêm thanh niên biết nghe nữa đây, thanh niên phía nghe chạy giống hết nhá, nó dùng cây bút quét đi thanh niên hết rồi bố nè. Ủa ngon ngon, có kiêu sảo thì ngon. Ủa kìa, biết nhẹ ba bốn thôi một chiêu mà sao không có phòng thủ hoài như phim. Rồi combo chết bằng cách đơn giản dễ hiểu, xin nhẹ một tí. Yes. Mà đừng có dùng kiếm mà chiếm đâu đứa con, mà kiếm không có đem mà chiếm hoài vậy. Thanh niên này lì thiệt sự á, để nó không có đem kiếm mà có chiếm hoài. Các bạn thấy không, thanh niên lì, lì không chịu được luôn ấy. Thôi chiếm đi, chiếm thoải mái đi. Thanh niên cứ xuống nghe này. Rồi, cái xuống nghe. Hình như tập sao bốc mỗi khi lên với bốn nó tăng cho mà chạy tốc độ hay sao á, mỗi khi mà nó mà còn hôm nay cũng lâu một chiếc xe nè nữa vào đây nữa đây. Ủa nó có làm như này các bạn nhờ rồi mau lên đi lên rồi đặt xuống rất phép rồi. Đừng có chơi kiếm với tao, nó nói rồi đừng có chơi kiếm, ông thấy nó dùng chó về cứ chơi kiếm đi. Thanh niên đúng rồi, chưa có thằng mình đi, đừng có chơi kiếm nữa. Thanh niên toàn chơi kiếm thôi, mình cứ bị gì đó. Giờ nó chiếm tóc màu, không có chết nữa. Lại đây mời. Em bật nhảy cái tàu xe bóc kem bỏ kem. Xin tiếp bè trên bè, nhưng mà sao không có bằng khó. Tao bên này nhìn sai chứ. Thanh niên này hình như là lấy. Từ, chưa làm gì đâu mà. Từ, kêu này của tao, kêu này của tao, từ. No. No, bạn chạy lên với. Chạy đâu vậy ba? No, không được chạy, bạn là kêu của tôi. Kêu này là của tôi, không được chạy. No, kêu của tôi, bạn ơi, đừng có làm như thế. Kêu của tôi, bạn ơi. Kêu của tôi, bạn làm cho mèo đấy, đi hết là kêu của tôi. Thằng đi đấy là kill của tôi. No. Đi đấy kill của tôi. Nè. Trời ơi. No. Kill đi đấy của tao. No. Thằng này kill của tao. Thằng này là kill của tao. Rồi. Đâu rồi? Thôi kêu đại thằng tổ. Rồi. Rồi. Có đi đấy đâu rồi? Đâu rồi? Nó chết luôn rồi. Thằng cướp cái. Mày đứng lại, đứng lại cứ kia ra đứng lại. Hai cây skill của tao xong mày chạy không mày. Ủa nó chở cứ ra đi rồi, chạy mình đánh thì sổ được chứ, tay ngứa chừng chả có gì làm đi sang được. Nó cứ bảo combo phong cách luôn, combo chớp luôn. Tớ thấy mình là mình không khỏi dùng kiếm, lần sau khỏi dùng kiếm rồi. Dùng kiếm cái làm được cái choa gì đâu, chạy hơn lại chạy lại ngay tí à, mà chạy lại mà ngay hả, con hưởng mà ngay được bao lâu, hưởng mà chạy được bao lâu. Trời ơi bạn nổi che cái thằng này. Đậu tao không quẹo rồi đó mà xuống lại không, còn thằng nữa
Mày thấy tao có tao quạo á, mày xuống lẹ ơi, đừng có để tôi giết thằng Kitsune tới được mày. Trời ơi, bắt hụt kìa. Sao cô em dùng kiếm mổ anh cái. Các bạn thấy không, thanh niên có chiếm tới ba mà cũng không chết được. Mình bọc cà sa bốc không chết được mình. Lô lô, anh đi dùng kích qua lại rồi. Lô 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 lô. Anh đi dùng kích qua lại rồi. Ok, ngon ngon ngon. Mình sẽ sắp lên được level 4 rồi. Nó no. Sao sao đó lại hụt. Chết rồi đi ngon, chết rồi. Cứu này dùng kích nhiều quá. No, no, please. Ok, biết nghĩa mà muốn nào. Mình xong rồi rồi. Thằng kích lòng đèn này. Kích lòng đèn. Ôi, 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 ôi. Ôi, no, 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 no. Đừng chơi thế, no, 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 no. No, 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 no. No. Đừng có sợ ba kích nữa. Mày chỉ biết sợ bao kia chứ mày biết combo đâu, mày cứ sợ bao ngoại vậy. Trời ơi, kích một thằng giải quyết. Chết rồi, tôi đã chết tim ơi. Xin nghĩ thêm thằng nữa nè. Mày thằng phần tổ có ra ngoài. Mày ba ba mấy bạn mấy bọn đó cái một đường trời nó qua xi ba. Ủa ha, lần này nhớ dùng quá của mình nha, dùng cái kia nó có đai nữa đâu mà lo. Rồi đây thật tổ về mụn nó khá yếu. Ui 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 ai sợ bé của tôi lắm ông tổ. Ô kia, ô thằng riết kìa, thằng nào nhờ đậu không biết gì hay quá, mình không có phải bắt một cái pha đó các bạn ơi. Đậu phạm riết kiệt, nó dùng là nó dùng chết Dragon đấy, nó sẽ chụp ban theo của Dragon thôi. Nhường mà cái phá combo của nó móc lên à. Rồi hành đi ngon, hành đi ngon, chứ biết spam Dragon thôi các bạn ơi. Đi thì nó không biết spam lên gần à, chứ không có biết gì đâu, nó còn không biết mình đang muốn nó nữa mà. Thế là nó chỉ lâu muốn nào còn tỏ thôi. Ô, sao đang đi bắt được mình à? Không có tỏ như đa thì phải. Đó rồi, giờ nó dùng skill cho mình thôi. Thế mấy thằng đâu ra nó vậy, mắc mèo ra đây. Kia, nó tự nhiên xin, của tôi nó biết đọc cá nhưng mà. Của tôi biết đọc cá, ô à. Chơi với bố bạn, chơi mà chơi với bố tôi cũng chịu đấy. No no please please please. Ồ mày quá, có phước phật tổ cản đường rồi. Ôi no 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 no. Biến nhuyễn với bố chạy các bạn. Ôi 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 kìa kìa, đi với bố đi anh em mới ba tổ. Ui mẹ ấy hả, ai có bottle, tôi có bottle nè, xin cho tôi chơi gì đó đi. Ở coi là mày chơi cho mình chơi gì nào, chứ chứ này tôi lỗ vào này, chứ này có lẽ hơi lỗ nhờ. Hơi lỗ à. Tưởng mà sẽ chơi cho tôi cái trái gì xịt xịt chứ. Tôi ghét quá. Có nên chơi bạn này luôn không ta? Trời chơi đi chết vào tuần hết tiếc luôn. Kệ, đồng ý luôn. Thế giờ còn bạn ấy nhắn gì không? Tiếc được thôi kệ. Có thiệt á, nếu mà các bạn đi săn bao tuy mà các bạn săn lên được kiểu 3M4 rồi á, các bạn kiểu như muốn như là trân trọng mức bao tiêu của mình hơn ấy,
Cái thằng mà năm các bạn cho mấy thằng kiểu 10M nó combo bao nhiêu lần cũng được, cho nó chiêu nhiêu lần cũng được, nhưng mà khi mà các bạn lên cái mức 4M, 2M, hơn 2M á là kiểu như là các bạn biết quý trọng multi hơn. Đấy, thằng thanh niên là 77 mình chơi với bố mày. Lấy của ta 26 ngày multi á. Khốn kiếp thực sự. Đứng trên đó mình ngắm sảnh. 20M gì nó 2M, 2M, 21M gì nó đi. 21 gì ơi, diệt nó đi. Ui, dữ quá, dữ quá. Anh đi sợ bam ra gần ghê, ít ghê. Rồi, mình chạy, quấn chiêu chạy. Ui, sao cắp nào xuống đất. Quấn chiêu chạy. Oh no. Em không biết. Ủa giờ nên chơi này, cho những các bạn sử dụng đi. Nên chơi với bốn mình chơi không lại đâu. Máy tiếp. Dù bay hơi chậm nhưng nó cố chạy là được. Đi được có kịp đâu mà. Thằng rất kịp đúng không? Rồi mày xong mày rồi. Mình phải đứng từ đây bắn sẵn vô cái đầu nó. Bắn. Nhưng như thấy mình phải. Có kệ, thì có bay thôi. Ủa, ở đây có thanh niên nè các bạn. Đây có thanh niên nào nè, không? Qua lượm lại bao tin mới được. Sao qua mình nhặt thanh niên giống như bị điên cái vậy? Đi kiểu thanh niên dùng UX của chiếc băng. Rồi gì đi cứ giống như là bị điên ấy. Nhưng chạy nhanh hết rồi. Chắc là đi đánh con chia đam đây. Mình đã đi đánh con xe mình rồi. Chú đi chung. Nhưng có gì thấy mình làm sao á. Nên thấy mình nọ anh em rồi. Mà có bật VB không đấy? Hả? Đứng lại đó một câu xem nào mà có bật VB không? Ồ có này. Là lấy cái ổ máu người mặt xong mình rồi. Ủa đỏ biết kìa. Hết thì bàn xong bàn rồi. Hết thì bàn xong bàn rồi. Đúng là nào. Điện gì. Đúng là nào. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Nhờ. Ok, sao không có phần thưởng. Cay thế. Mày kêu đi. Đánh lấy giờ không có phần thưởng. Thiệt quá trời. Chưa chưa ăn lại bao ti đi mà. Nó niên này kỳ ghê. Combo cái nhanh gì đâu. Các bạn là combo chuyện gì. Cứ bắt mình cứ nói mình là. Nhẫn. Giờ xăng. Toàn. Khỏe với mình. Ai thật cái gì luôn á. Trái hứa tự nhiên một xin cúc nữa cơ. Hai bạn này hình như là đều là fan của mình này. Bữa này trẻ mà tùy ra. Sao khẽ huy hay vậy? Combo chậm mà chỉ chưa khẽ mình. Là Servant chill ít của sao Intel thì cũng ấy nhiều khi mình xong mình chả hiểu cái nỗi gì mà cứ cho mình là mạng sáng nghi thôi tôi chịu rồi nếu mà Servant rồi chứ cần có hành viên kích kiến này. Nó là liên kết yếu kìa, hang của mà xuống đó. Xuống đó, xuống đó. Cho tôi kêu đi cho tôi. Ok, ấy giờ nữa hả? Như thanh niên là thanh niên HVB. Ờ chết, hiếp. Đúng rồi, xuống đó đi kia khen. Xuống thằng tiếp kiệt đây.
xử lý kiệt kê, xử lý kiệt kê, sửa thằng riết kia cho tôi. Thằng này tao dùng cho phân tách một chiếc cũng như không thôi. Từ từ từ, có anh nhìn cái ra gần đâu rồi. Ủa nãy vô vập, trời ơi nó còn đứng dưới trên đó kìa. Sao sao khay muốn nhúc nó vô? Ủa dính chiêu kìa, sao mình không combo nha. Thằng kia này trả một tia đây, trả một tia đây. Ok kìa, nó biến 14 luôn rồi. Sao mày chơi mày cứ 24 vậy? No, thằng liên chơi cứ 14 ấy. Trời ơi, tức thật sự. Chơi chơi mà cứ 14. Mày liên còn chơi Sky thôi. Ủa đó 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 đó, lại chơi Sky. Nhớ tờ dính chữ rồi thì mình không dùng một chiêu đâu. Kìa mấy anh em còn chưa chạy nhờ, anh em mấy mờ cứ chưa sờ ra, chưa chạy hết lần này đến lần khác cũng khó chịu là bàn lắm rồi nhá. Không có tác dụng đâu, không có tác dụng đâu, đi xuống đất chơi đi. Đâu rồi giết kịp đúng không, cứ chơi chạy đi à, nghe là cứ chơi chạy khó chịu thật sự. Nữa hả, nghe cầm chơi chạy này nhờ không. Trời ơi anh đi, mình kêu sắp được nó rồi. Cho tôi hàng kiệt nhá. Mà đi kiệt là cứ cứ thích chơi spam ấy. Một yes, 16 kèm bao ti. Gõ gõ ấy là bao ti. Yết 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 yết. Mày mày có dùng kiếm ngoài á, nó bài học rồi. Mà học là gì, không nên dùng kiếm. Kiệt 76 thôi mày, cho một tục bao ti luôn. Nhờn hả 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 hả. Mình đã chế đồ lại được rồi. Để tìm. Thằng Kiệt này nó phải lấy lại hai lòng bao ti của mày, không là mày lấy của tao nữa. Đúng rồi Khang, đúng rồi, cho mày tục bao ti luôn. Cho tục bao ti đi, giết nó đi, giết nó đi, giết nó đi, giết giết giết. Đúng rồi, đi ra gần chưa bảo lắm. Kêu nó cho tôi. Nó cay mày nãy giờ nhớ Kiệt. Kê một sẽ bay lên. Bay lên trời cao. Hả Kiệt mà nó ra được, mình sẵn, đủ sẵn. Chưa nó. Kệ đi là cứ bay lên. Lên trên đó nhờ. Bay lên trên rồi là bay xuống dưới. Mày bị rảnh nó Kiệt. Yeah, Kiệt trai rồi. Ủa mà sao nãy như nãy mình nãy nó kêu mình là mình bị hãng nghi, còn sau đó là nghĩ bảy lại tụt cho trường ăn mau cây tao đang đang như ấn nhầm lúc đang cày. Mình đang cài cái tay tồi gì Garen Game gì á, Garen Game On mà không có biết cái tay đó là cái tay tồi như thế nào, xăng như thế nào. Nó chịu bỏ tí keo, bạn Khang nó cười. Thế coi nào, nãy mình xăng cái bạn này nè. Bị khả nghi đúng không? Ok, giờ chuẩn bị cho mình xăng lại nhá. Rồi anh đi thấy mình thêm bây giờ xin một ơi, đừng nói giờ xin một với ba. No. Mọi anh đi giờ xin một thì Kiệt có mặt cười. Nãy hình như thanh niên Kiệt kêu mình là gọi là bị thản nghi. Hồi đó bạn ấy kêu mình thêm lần nữa mất 25 26k. Hồi đó mình kêu lại bạn này. Hình như là mỗi người nếu mà mình bị kêu mà thông ác mình thông báo là các bạn thông báo là bạn bị mất 26.000 bao ti á, thì hình như là các bạn chỉ mất 16.000 bao ti thôi, còn 10.000 bao ti còn lại là các bạn bị mất á.
kiểu nó bị mất gì khi mất bao ti lớn như thế này rồi mà còn bị chết hay sao á, mình không biết nó. Chứ thường thường mình chill với bạn Khang rồi, bạn ấy nói là mình mất, rồi bạn ấy mất 35k rồi mình ăn được có 17k bao ti thôi các bạn à. Chắc mình lừa game quá. Giờ mình cũng muốn mua chiếc mochi lắm rồi. Đúng rồi Khang, tôi cho bạn 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 huyền mo nè, huyền mo nè, huyền mo nè, đừng có kẹt bạn ấy ăn kêu thật kiệt. Tôi sẽ khiến bạn phải trả giá đắt ha. Ok, mình sẽ chinh chiến 21m, 21m tôi đã chơi cho bạn chiếc mô tô đó. Đừng có làm nhục bạn Khang với tôi. Đứng lại. Trong tất cả các bạn fan thì bạn Khang là bạn mà mình thấy là thân thiết nhất. Ấy bạn Khang là bạn với mình là thân thiết nhất, nhưng mọi người kiểu cứ chơi với nhau rồi như đây tao không chừa cho mày cơ hội combo đâu. Rohas Black Blade or Pan Food Ancient không có đâu đúng không? Này thì giờ để mình coi thử mình sang được nhiêu kill rồi. 6 kill nữa lên được 414. Cũng được phết. Các bạn ha, bạn các bạn 319 bạn ấy cứ đứng ở đây làm gì nè. Hút được nè, hút con nè, quạt nè, hút ra nè. Quang kêu, quang kêu hụt rồi. Mình sẽ chinh chiến thử cái 21m. Mẹ ấy bị. No, no. Kiệt. Phải ở đây mà chinh chiến với tao này kiệt. Đừng có hòng mà đánh Khen. Khen 20m, bạn này cũng là 21m. Trình là 39 nhưng thật ra là đầu tiên thì 39 nhưng thật ra là 21m đấy. Có phải đua, nhưng cũng phải cẩn thận trước khi gặp mấy này. Bắt được nè. Thức rồi nè. Rồi, chạy nè. Cắn nhẹ gì đó là mấy thanh niên beauty care cũng không có cản. Cái gì vậy? Ơi đừng có chơi gì nó bay tôi biết ngay mà. Ủa bạn ấy tự chết nó bay không kìa. Tự hủy thật cao, tự hủy quá các bạn ơi, bạn này tự hủy quá. Nô ơi này thì dìm 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 của tôi mà không có cửa dìm tôi đâu. Hai xin chào. Mời bạn Dèo nào thì chơi dìm lava nè. Bạn thích chơi dìm đúng không? Dìm nè. Bạn dìm đi. Bạn dìm tiếp đi. Bạn dìm đi. Bạn dìm đi. Bạn dìm tiếp đi. 21m gì mà kỳ vậy? Bạn ấy dìm lava. Mấy bạn mà dìm lava các bạn chỉ cần thường thường là tụi nó bay qua cái đảo luôn nha, mà tụi nó sẽ nhảy lên để tụi nó bắn kem che. Các bạn chỉ cần nhảy lên cao là ok. Cách để kiên được cái combo dìm lava mà tốt nhất mà không còn cháy mắt ma. Kệ đi cứ cho chảy nha. Ai là không có đâu bạn ơi. Combo. Đấy các bạn có nhảy lên cao là ok. Mấy niên này tuổi. Bạn thấy không dìm lava mà khắc chế ok. Các bạn nên dùng cái lửa hóa bóng tối với lại cây kabuche. Mà thường thường thì khi mà đối thủ nhảy lên cao các bạn nên dùng lửa hai bóng tối nha, hay lửa hai bóng tối tối ưu luôn nhiều ấy. Rồi bạn huyền môn bạn đó cứ mấy bạn này mấy bạn Pontica bạn nó VB thua bạn nó mấy bạn này hay chửi lắm ấy, hay toxic ghê lắm. Các bạn có thể coi cho mấy video của mình, có mấy bạn multi, mấy bạn fan multi cao của mình mà mấy bạn nó thua rồi, bạn nó toxic dữ. Thất lên nào, ôi thất hụt rồi. Ủa nãy giờ bạn ấy không công bên vô mình được biết nào, bạn ấy cần dìm nó ram ha. Còn bạn ấy tự hủy cao quá nha mày. Bạn ấy tự hủy thì sao á, ok. Ôi trời ơi anh đi. Ôi trời ơi.
là diêm diêm thanh niên toàn diêm nó ve thôi chịu ơi. Mà hiền môn bạn này là con gái của mọi người, nhưng mà bạn ấy chơi cũng đỉnh hết 21 m rồi. Hóc lên nè, giường nè, rồi bạn hiền môn mà nó cứ tàn hình rồi bạn ấy chạy đâu nha, kệ bạn ấy ra luôn rồi. Xong bạn ấy vừa dìm ra ba tiếp đúng không, mà có làm gì bạn ấy đâu, mà còn trẻ thấy bạn ấy chi đâu nữa cơ. Ô kìa, rồi bạn hiền môn đâu rồi, bạn ấy tự hủy luôn á. Đi nè được rồi. U để khứa này đấm cho cứu nhưng mà đúng lúc rồi chưa mà nghe thôi chưa mà nghe, hồi nãy giờ mới biết được cái mấy bố hoàn hảo. Coi bạn ấy cho combo mình như thế nào, lúc mấy có thương rồi. Rồi bạn ấy đâu ấy nhỉ? Kìa bên đây lộn cái chạy dữ thế, chạy dữ thế. Kìa mà đi liền xét luôn, nãy giờ BB cũng hơi nhiều, mình không nghĩ 21 mà bị mình hành như thế đâu. Hình như thấy mẹ ăn bo tồn già mình hơn vô hay ủa mà lại có mấy niên đang đi bi này. Kìa nếu có bật bi à, nên là không chơi nên không quen không chơi. Kìa không có phần thưởng là sao đây chứ, về đây về đây con chay nò này mày ra đây. Hai mở bb cứu lại ai cho mày chạy mà chạy. No, 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 lại, lại. Đắp thường. Ok. Tôi tập con thứ này. Phải chết rồi, xin nhẹ tuổi luôn. Nó còn 5 người nữa hả? Này bị xe gắt nhỉ? Cái lô này bật cái bê lên. Bật cái bê. Ô ô bạn VIP luôn hả? Ôi. Ok, bạn bạn VIP mà bạn không nói ai nhỉ? Chơi rất là kỳ lắm. Ê, nhưng mà chưa bật Haki đúng không? Đậu, phạm hay gì quýnh nó không có hết thương. Kìa, nó là hụt như thế nhờ. Ơi, tôi muốn bằng anh V4 cùng tôi.
Trời ơi bạn ơi, bạn à, bạn nghe đi, cho tôi ăn thêm một tí nữa đi. Đúng rồi bạn nghe. Nghe đây, kìa. Nghe đây. Ôi ôi ôi, nhầm nhầm. Ồ may quá không có phòng thủ. Mày quýnh nhầm bạn khen các bạn. Ui. Đi ra ngoài đi. Để này tôi lo cho. Ôi quýnh cái còn nửa tay luôn. Quýnh cái còn chút xíu máu vậy em. Tôi muốn bé quá. Từ còn can thì cận đấu của họ. Nếu như mày không muốn bị ăn đòn. Nhường. Nhưng sao không ăn bounty cũng được, miễn là mình để cho mấy bạn này à. Ôi. Mình để cho hai bạn này bb với nhau. Nhiều trái lôi mà chả hiểu sao mình chưa bạn ấy. Cái gì khỏi biến bốn cái cha rồi. Lock game mình. Nãy mình kêu bạn khen mà may là bạn ấy không có phần thưởng ấy. Chứ không là bạn ấy bắt mình trẻ lại vô tiên nữa. Nhưng mà bạn ấy cũng ham mờ rồi mà. Bê hèn chắc luôn là ok, mình sẽ đồng minh với bạn ấy để mình không đánh nhầm bạn ấy. Có khi mình lỗ với bạn ấy nữa, bạn ấy chết luôn ấy. Đúng rồi, đánh đi, vui quá. Hôm nay xong party cũng được phết các bạn nha. Mà nãy giờ mình săn tính ra cũng được 3 4M 3,8. Để mình săn thêm hai người nữa để mình lên vô tay luôn. Nãy nhà mèo. Oh my god, giờ mình có nên chuyển sang khi vào mình săn tiếp không ta? Có thể tâm trạng đang tốt, săn tiếp luôn. Si vào theo có được nhìn thấy là bao tiền á, mình phá thành ngoài nên thi gì đây liều chết sáng nè à. Tự thế nào liều chết sáng là anh đi nè như đâu mà mắt mở được chết sáng. Thấy tôi còn sao không chè thêm 4 và 3 giờ xin vờ không? Kìa liên chứ. Họ biết chơi cái kiểu chơi của thanh niên là các bạn. Ui quá. Chết luôn rồi. Rồi thanh niên ánh sáng rồi. Thanh niên ánh sáng rồi bao rồi mình sẽ ghé đầu mình chạy. Mình quán cà phê. Mình dụ thanh niên đó chứ thanh niên này toàn chơi survival hay không mà khó chơi các bạn ơi. Mới đi tưởng mình sợ thanh niên là thanh niên sẽ bắt cẩn đi vô. Mình sẽ cho thanh niên ăn một cái đèn. Kìa. Kìa thanh niên. Mày cứ lắc lắc cái gì nhờ. Ôi dính luôn kìa. Anh đi không biết ngỏ kim chích hay sao á. Kìa biết ngay mà. Ác Minh làm game mới chịu gì nhờ. Bạn đã biết cách mình thì biết khắc phục cái lỗi nào không. Khó chịu lắm luôn đấy. BB mà gặp cái lỗi này thôi. Khỏi BB cho rồi. Gặp cái lỗi là ức chế luôn ấy. Cây thật sự. Này, mình đi đâu rồi? Ủa, trời ơi. Người vẫn đứng ở trên bên bên thượng.
lên xuống rồi này. Anh đi này nhìn gà thế nhỉ, như là mấy đứt á. Vô gà thì mình có cách di chuyển thì mình biết gà. Bắn đi. Gồng làm chi. Bắn đi. Kìa. Nên mảng mắt nữa. Thiệt luôn quá trời, nhiều khi tôi xong công ty mà nhìn cái mấy cái bảng thông báo tôi muốn xong luôn. Kê dần sẽ do sư vợ khác xăng coi tiêu kiểu nào mà nó muốn xăng luôn đó bạn ơi. Thôi chắc mình kết thúc video luôn. Ok, và video của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay đừng quên cho một like, một share, một nhớ cho mình đăng ký để mình có thêm nhiều động lực và làm nhiều video mới nhất nha. Ok, bye, hẹn gặp lại các bạn nhé.